Đền mẫu phủ đồi ngang, thờ thánh mẫu thần chủ và cậu quận đồi ngang. Đền mẫu phủ đồi ngang nằm ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đền là nơi thờ chính của cậu bé đồi ngang. Đền đồi ngang còn là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh nên còn được gọi là phủ đèo ngang. Cậu bé đồi ngang chính là con trai của mẫu Liễu Hạnh trong lần giáng sinh thứ ba. Tài liệu tại phủ mộ nơi thờ lần giáng sinh thứ ba của mẫu Liễu Hạnh cho rằng mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ ba xuống một gia đình họ Hoàng tại làng Tây Mộ, Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa để tái hôn với Mai Thanh Lâm, còn gọi là Mai Sinh, là hậu kiếp của Trần Đào La, chồng của mẫu trong lần giáng sinh thứ hai tại phủ Dày. Được hơn một năm thì mãn hạn hồi tiên, tên bà lúc đó là Hoàng Thị Trinh. Bà kết duyên năm 18 tuổi, đến 19 tuổi bà về trời. Vợ chồng bà có một cậu con trai tên là Thanh Cổn. Thanh Cổn sau này được thờ tại đèo ngang và có tên là cậu bé đồi ngang. Theo thần tích này, lý do để mộ giáng sinh lần thứ ba là do nhớ thương Trần Đào Lang và mẫu đã xin vua cha Ngọc Hoàng được giáng sinh lần nữa để tái hôn với kiếp sau của Trần Đào Lang. Hiện tại chưa có một tài liệu nào nói về công trạng của cậu Thanh Cổn mà chỉ nói rằng khi trưởng thành, cậu có khí phách hiên ngang, giúp nhiều cho dân cho nước. Có tài liệu lại cho rằng mẫu giáng xuống vùng đất Nho Quan Ninh Bình vào thế kỷ thứ 16, biến hóa thành cô thôn nữ dọn quán bán hàng ven đường trước cổng đền ngày nay, quan sát dùng phép trừ tà ác dâm tặc bảo vệ nhân dân. Thánh mẫu biến hóa cải trang thành người trần để thử lòng trần. Từ đây mẫu mới gặp chàng họ Mai và sinh ra Thanh Cổn. Tương truyền cậu là người sống phóng khoáng, cậu sẵn sàng cho một người nào đó tất cả nếu thuận lòng, nếu người đó có tâm xả, nhưng cũng không kém phần dứt khoát của một chàng trai. Nếu không bằng lòng với ai, cậu sẽ lấy hết những gì mà người đó có. Vì vậy đền đồi ngang ngoài thờ mẫu Liễu Hạnh còn là nơi linh thiêng để thờ cậu bé đồi ngang. Còn tại phố Cát, Nho Quan Ninh Bình là nơi mẫu hiển linh sau khi sinh lần thứ ba tại Tây Mỗ. Theo truyền thuyết, sau lần giáng sinh thứ ba, mẫu vẫn lưu luyến nhớ dương gian nên đã tâu với Ngọc Hoàng để hiển linh xuống thăm thú cõi trần. Mẫu được vua cha đồng ý nên đã cùng cung nữ Quỳnh Quế hiển linh về phố Cát. Nơi đây mẫu hiển linh giả làm cô gái bán hàng để giúp dân trừ ma tà đạo tặc giặc cướp. Sau đó mẫu đi vân du khắp nước Đồng Đăng, Tây Hồ. Như vậy tại phố Cát chỉ là nơi hiển linh của mẫu nên không thể có chuyện mẫu cưới Mai Thanh Lâm là sinh Thanh Cổn tại vùng đồi ngang phố Cát được. Nhưng dù sao chăng nữa, đền đồi ngang vẫn được cho là nơi thờ chính của Thanh Cổn, con trai của mẫu, với cái tên cậu bé đồi ngang. Tại phủ Tây Mỗ thì cũng có ban thờ cậu bé đồi ngang.
cậu bé đồi ngang có nằm trong tứ phủ thánh cậu. Cậu bé đồi ngang là một thánh cậu trong 12 thánh cậu của tứ phủ thánh cậu. Cậu rất linh thiêng và hay giáng đồng. Cậu bé đồi ngang mặc y phục là màu xanh, đầu vấn khăn. Tuy nhiên, việc cậu hầu như không thấy phối thờ ở các đền phủ khác ngoài phủ đồi ngang, phủ Tây Mỗ, nên có lẽ cậu chỉ là cậu bé bản đền. Nhưng dù gì chăng nữa, cậu bé đồi ngang vẫn là một cậu bé nổi tiếng linh thiêng nhất trong các cậu bé trong đạo thờ tứ phủ, phủ đồi ngang ngày nay. Phủ được xây dựng thời Lê đến năm 1989, được xây dựng lại như ngày nay. Phủ có diện tích 5.000 m². Phủ đồi ngang hiện có một cổng tam quan hoành tráng, một sân rộng. Bên phải sân đền là đền cậu bé đồi ngang, chính điện là nơi thờ mẫu Liễu Hạnh, thân mẫu của cậu bé đồi ngang. Trong chính điện còn phối thờ công đồng tứ phủ các chầu Động Sơn Trang, Đức Thánh Trần Triều. Ngày lễ hội là ngày tiệc mẫu mùng 3 tháng 3 và tiệc cậu ngày 20 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trên trời nổi trận mưa xa, hồng vân ngũ sắc hóa ra cậu hoàng. Nguyên sư cậu ngự đồi ngang, có giấy mẫu truyền cậu kịp ra ngay. Cậu hoàng 37 tuổi xanh, anh tài nhất mực, thông minh tuyệt vời. Trái đào tóc chấm ngang vai, tay cầm quyển sổ bút ngọc cài tai đi chấm đồng. Cậu ăn chơi nghiêng nước đổ trời, có khi thanh lịch tốt tươi anh hào. Đền đây khuya sớm ra vào, đôi tay nâng bước màn đào gửi tâu. Cậu đồi dục ngựa qua sông, hẻo hoa cậu vác thương đồng phải đeo. Thương đồng tứ núi cũng leo, thất sông cũng lội, cửu đèo cũng qua.